Vâng, chào mừng các bác và anh chị đã quay trở lại với kênh Nhật của em trên YouTube. Hôm nay em sẽ quay một chiếc bếp của em đang nấu và sử dụng. Và hôm nay em sẽ test các chức năng của con bếp này để cho các bác và anh chị thấy được cái dòng bếp Nhật nó an toàn và bền bỉ như thế nào. Con bếp này em mua từ năm 2, em sử dụng từ, em mua cuối năm 18, thì coi như tính từ năm 19 đi. Là 19, 20, 21, 22, 23, 24 là năm nay, là chuẩn bị sang năm thứ 6 rồi. Mà con bếp này của em đang còn chức năng hoạt động của nó đang còn rất tốt. Mặt con bếp này em sử dụng là một con Panoma, mang mã số bếp là PA61WCKR, một con Panoma mặt đá khủng long. Đây em sẽ đưa đây, cho các bác thấy được cái mặt bếp của em đang sử dụng này. Năm nay là năm thứ 6 rồi, nhưng mà chất lượng của bếp đang còn là rất là tuyệt vời, rất là ok. Mà con bếp này là đời cũng không xa cao đâu các bác. Con bếp này của em là tháng 11 năm 2011. Đây là tháng 11 năm 2011 đây các bác nhé. Đó, thành vách đang còn rất đẹp này. Chức năng của bếp, tính năng của bếp đang hoạt động rất ok. Và hôm nay em sẽ làm một cái video này, em chia sẻ cho các bác và anh chị thấy được cái dòng bếp Nhật nó bền bỉ như thế nào. Và em sẽ test một chức năng là, một tính năng là em sẽ kho một món cá, để xem sau một thời gian nồi cá chín là xem là nó có tự động tắt lửa và khóa ga không. Là con bếp hiện tại là năm thứ 6 rồi, cho nên để cho các bác biết được, không có nhiều bác là cũng khi xem video thì là cũng cứ nửa tin nửa ngờ, là không biết là có thật sự đúng giống như thế là bọn em quảng cáo để bán để cho các bác mua bếp để sử dụng không. Không, nhưng mà thực tế là em sử dụng rồi nên trải nghiệm rất nhiều rồi, nên em cảm thấy là dòng bếp Nhật nó rất là an toàn. Và bây giờ em sẽ test lửa con bếp này để cho các bác và anh chị thấy được có con lửa. Năm thứ 6 rồi mà các bác anh chị nhìn xem, ngọn lửa đang còn rất là xanh, ngọn lửa siêu xanh luôn, rất đẹp đúng không ạ? Đây là thực tế con bếp em đang sử dụng ạ. Khay nướng và vị nướng đang còn rất là tuyệt vời, đang còn không bị rỉ sét gì này. Con này em sử dụng là một con phun chức năng. Và đây là hẹn giờ của bếp trái, hẹn giờ bếp phải. Chức năng chọn điều chỉnh trên giám từ 140, 160, 180 lên 200. Và chức năng nấu nước, chức năng 3S. Tất cả cái chức năng này là đang còn hoạt động ok hết. Đó, cái hoạt là 3S này, khi 3S sử dụng là trong việc chiên rán hoặc xào thức ăn. Thì chúng ta sử dụng 3S, còn để nấu nướng mà cảm biến bình thường thì không cần sử dụng 3S đâu ạ. Và còn là bếp bên tay trái em là có chức năng nấu cơm, nấu cháo. Bếp vẫn sử dụng bằng đôi pin đại đấy nữa. Đó, các bác và anh chị thấy được một con bếp em đang sử dụng đấy. Và hôm nay em sẽ thực tế kho một món cá để cho các bác và anh chị theo dõi được là bếp có hoàn toàn khóa ga không. Thì cho nên là khi bọn em lên video là để rút ngón thời lượng của video, thì bọn em chỉ test vào một cái nồi nhôm mỏng lên đấy, để hình thức là để có là như cái hình ảnh minh họa để cho các bác và anh chị là khi có hiểu, có nghĩa là hiểu ra rằng là khi kho một món cá, món thịt đó thì cái cảm biến của nhiệt độ đáy nồi này, cảm biến nhiệt độ đáy nồi này nó sẽ tự động tắt lửa và khóa ga cho gia đình mình. Thì các bác khi nhận bếp là các bác phải dùng trải nghiệm kho món cá, món thịt, thì lúc đấy thì là nó có lượng thức ăn ở trong đấy thì nó mới là tự tắt lửa và khóa ga được. Chứ còn các bác khi nhận bếp mà các bác đặt một cái nồi bình thường lên để mà test cái tính năng giống bọn em là nó cạn nước và tự tắt lửa đi, thì không bao giờ bếp tắt được đâu ạ. Vì thực tế là ra mình nấu thì cũng không bao giờ là phải bỏ một cái nồi không lên để nấu đúng không ạ. Cho nên là khi các bác test tính năng đấy, nếu như có cái nồi nhôm mỏng giống bọn em thì các bác test, còn không thì các bác và anh chị chỉ cần đặt một cái nồi lên, mà nếu như cảm biến của đáy nồi nó tự dưng mà đang ngọn lửa to lên mà nó điều chỉnh ngọn lửa nhỏ xuống thì tức đấy là cái cảm biến của đáy nồi của mình là hoạt động tốt. Còn để trải nghiệm thực tế để mà thấy được đúng như lời bọn em nói là cạn nước bếp sẽ tự động tắt lửa và khóa ga, thì các bác và anh chị là sẽ kho cho em một món cá, món thịt để trải nghiệm. Vì bên em vẫn đang còn bảo hành cho các bác một năm bếp rồi, cho nên các bác yên tâm cái vấn đề đấy ạ. Và hôm nay em sẽ trải nghiệm một món cá kho, là hôm nay em sẽ kho cá, món cá kho diềm. Miền Bắc của bên em là hôm nay là thời tiết mùa đông nên là cũng rất lạnh, nên em sẽ kho một món cá này cho gia đình ăn. Và em sẽ lên một video này để cho các bác và anh chị thấy được là thực sự là giống như lời em quảng cáo. Và sau khi nào em, bây giờ em sẽ đặt nồi lên, đặt nồi lên em kho một món cá này. Đây em mở cho các bác và anh chị thấy được. Đây món cá em đang kho nhá. Hôm nay là em sẽ kho món cá với lại diềm. Các bác và anh chị đợi chờ với em. Khi nào là bếp nước cà nồi cạn nước đi là bếp sẽ tắt. Em sẽ lại em test tiếp cho các bác và anh chị thấy được là nó thật sự
là tắt lửa và khóa ga. Cho nên khi có cái tính năng cả nước này thì gia đình mình trải nghiệm cho em là kho cá hoặc kho thịt, chứ không đặt nguyên một cái nồi to như thế này lên để đợi bếp tắt thì không có đâu ạ. Các bác và anh chị cùng đợi chờ với em sau thời gian khi nào bếp mà nồi cạn nước thì em sẽ quay lại video cho các bác và anh chị tham khảo được ạ. Dạ vâng, sau hơn 1 tiếng đồng hồ món cá kho của em cũng đã tắt lửa rồi. Đấy, các bác và anh chị thấy đấy, phím đang còn bật đấy ạ. Bây giờ em sẽ mở nồi cá ra là sẽ xe cho các bác và anh chị thấy được là nó hoàn toàn là kho, khi mình kho cá là nó sẽ cạn nước, là sẽ khóa ga luôn cho gia đình mình, rất là an toàn. Chuông báo kho ga. Đó, có tín hiệu chuông báo vừa báo là báo kho ga đó. Bây giờ bà bác hộ cái nồi cá ra kìa con. Không, bê bê hẳn nồi cá ra con. Đó. Đây, hoàn toàn. Bây giờ em sẽ mở cái nồi cá kho ra này. Đấy, khói đang còn bay nghi ngút đấy, để cho các bác và anh chị xác thực được món cá của em đã hết nước đúng không ạ? Không, nồi không cháy. Đây là em kho cá giềng, bỏ nước màu vào đấy ạ. Đó, đang rất ngon đúng không ạ? Cho nên các bác và anh chị yên tâm nhé. Khi bên em lên video là kho cá kho thịt là chị xém thôi, là nó tự tắt, không bị cháy đâu. Cho nên là các bác là cứ yên tâm sử dụng giống như thể bọn em quảng cáo. Và bây giờ em sẽ test lửa luôn cho các bác thấy này, hoàn toàn khóa ga đúng không ạ? Rất là tuyệt vời luôn. Đó, bác nào muốn lên mua được sự an toàn, mua được sự tiết kiệm cho gia đình mình thì nhanh tay liên hệ với em để trải nghiệm được dòng của bếp Nhật. Đây, bây giờ em sẽ tắt bếp này. Đó, em bật lại này. Đó, là cho các bác thấy anh chị đúng không? Giống lời xác thực em nói không? Đó, chúc các bác và anh chị khi sử dụng bếp Nhật có được sự an toàn này, và trong thời gian kho cá để dân đấy đi làm việc khác thì khi nhớ quay lại thì vẫn được món cá ngon, món thịt kho cho gia đình mình ạ. Xin cảm ơn các bác và anh chị đã luôn đồng hành theo dõi video của em. Xin chào và hẹn gặp lại cả nhà ở các video tiếp theo.